Vào hồi tháng 6 năm nay, hãng Mazda đã giới thiệu dòng SUV hạng trung CX-60 ở thị trường Philippines. Sau 3 tháng, Mazda lại tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm ở thị trường này bằng mẫu xe CX-90 mới. Có vẻ như Philippines là thị trường Đông Nam Á đầu tiên đón nhận mẫu xe này. Việc Mazda CX-90 2024 ra mắt ở Philippines khá bất ngờ vì đây vốn là mẫu xe được phát triển chủ yếu dành cho thị trường Bắc Mỹ, cùng với người anh em CX-70. Trong khi đó, Mazda CX-60 và CX-80 mới là cặp đôi nhắm đến các thị trường châu Á, cũng như châu Âu. Lần đầu tiên ra mắt vào hồi tháng 2 đầu năm nay, Mazda CX-90 2024 là sự kết hợp giữa hiệu suất vận hành và thiết kế thanh lịch, tinh tế. CX-90 là đỉnh cao tuyệt đối của các mẫu xe Mazda cao cấp. Đây là mẫu xe tiên tiến nhất từ trước đến nay của chúng tôi với sự tinh tế vượt trội, không chỉ làm hài lòng người lái mà cả gia đình. Ông Steven Tan, chủ tịch của Mazda Philippines, phát biểu trong sự kiện ra mắt CX-90. Mẫu xe này cung cấp hiệu suất mạnh mẽ, phản hồi nhanh, thiết kế lôi cuốn và công nghệ trực quan. CX-90 là mẫu xe mang tính đột phá không chỉ trong phân khúc, mà còn trong nỗ lực trở thành thương hiệu cao cấp của chúng tôi. Thuộc phân khúc SUV cỡ lớn, Mazda CX-90 2024 sở hữu kích thước dài rộng cao lần lượt là 5120, 1994, 1745mm, chiều dài cơ sở 3120mm, khoảng sáng gầm 203mm và bán kính vòng quay tối thiểu 5,9m. Với kích thước này, tân binh nhà Mazda là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Ford Explorer. Xe dùng hệ thống treo độc lập tay đòn kép phía trước và độc lập đa liên kết phía sau. Không chỉ có kích thước lớn, Mazda CX-90 2024 còn sở hữu những đường cong mềm mại trên thân xe và các chi tiết mạ chrome nhằm nhấn mạnh sự cao cấp. Những trang bị ngoại thất đáng chú ý của mẫu xe này ở thị trường Philippines gồm có lưới tản nhiệt màu đen, gương chiếu hậu gập điện, chỉnh điện, chống chói tự động, đèn pha LED thích ứng tự động bật tắt, tự động điều chỉnh luồng sáng, đèn LED định vị ban ngày, đèn hậu LED kết hợp halogen và vành hợp kim 21 inch. Thiết kế sang trọng và lịch sự của Mazda CX-90 2024 được thể hiện rõ hơn cả ở không gian bên trong xe. Lấy cảm hứng thiết kế từ nghệ thuật truyền thống Nhật Bản, nội thất của mẫu xe này là sự kết hợp giữa những chất liệu cao cấp như da Napa và da lộn Legano. Bên trong Mazda CX-90 2024 có 3 hàng ghế với 2 cấu hình 6 chỗ hoặc 7 chỗ. Trong đó, bản 6 chỗ sẽ có 2 ghế thương gia ở hàng ghế giữa. Phía sau hàng ghế thứ 3 là khoang hành lý có thể tích 257 lít. Nếu gập hàng ghế thứ 3 xuống, con số này tăng lên 1.163 lít. Khi gập 2 hàng ghế sau, khoang hành lý của xe có thể tích 2.025 lít. Ngoài ra, xe còn được trang bị cửa cốp chỉnh điện tích hợp cảm biến đá cốp giúp việc chất, dỡ đồ tiện lợi hơn. Ở phiên bản 7 chỗ, Mazda CX-90 2024 có tính năng gập một chạm ở hàng ghế giữa, giúp hành khách di chuyển xuống dưới mà không gặp nhiều khó khăn. Thiết kế cửa sau và bệ bước chân cỡ lớn cũng giúp hành khách bước vào xe dễ dàng hơn. Để cải thiện trải nghiệm của người dùng, Mazda CX-90 2024 có những trang bị tiện nghi như màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto không dây, màn hình hiển thị thông tin kính lái H10,4 inch. Bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần 12,3 inch, ghế trước chỉnh điện 10 hướng, thông hơi, sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, cổng USB Type-C, điều hòa tự động 3 vùng, hệ thống đèn viền nội thất nâng cấp và cửa sổ trời toàn cảnh. Chưa hết, mẫu xe này còn có công nghệ nhận dạng khuôn mặt Mazda Driver Personalization System. Nhờ đó, xe sẽ tự động chỉnh ghế, gương chiếu hậu, màn hình HUD và vô lăng cho phù hợp với thói quen của người lái. Hệ thống có thể lưu hơn 250 cài đặt theo sở thích của người lái, bao gồm cả âm lượng và điều hòa. Trong khi đó, sự an toàn của người ngồi trên xe được đảm bảo bằng 7 túi khí cùng gói công nghệ trợ lái nâng cao E-Active Sense tiêu chuẩn, bao gồm những tính năng như phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo điểm mù và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng. Xe còn có công nghệ quan sát toàn cảnh See-Through View mới để hỗ trợ đỗ xe trong nhiều tình huống thông qua màn hình trung tâm. Nằm bên dưới nắp capo của Mazda CX-90 2024, ở thị trường Philippines là hệ chuyển động My Hybrid S-Sky Active G, với động cơ 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.3, sản sinh công suất tối đa 284 mã lực và mô men xoắn cực đại 450 Nm. Motor điện được đặt giữa động cơ và hộp số tự động 8 cấp, mang đến khả năng để pa mượt mà từ vị trí đứng yên. Motor điện cũng có thể chuyển động trực tiếp cho xe ở tốc độ thấp. Cuối cùng là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và 4 chế độ lái, Normal, Sport, Off-Road, Towing. Tại thị trường Philippines, mẫu xe này có 2 phiên bản là 3.3 HEV Turbo
7 chỗ và 3.3 HEV Turbo Exclusive 6 chỗ, với giá dao động từ 3,68 đến 3,78 triệu peso, khoảng 1,57 đến 1,61 tỷ đồng. Như vậy, Mazda CX-90 2024 có giá tương đương với Hyundai Palisade mới ra mắt ở Việt Nam, 1,469 đến 1,589 tỷ đồng.